Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ mang đến các bạn một bộ phim để các bạn được thỏa sức tưởng tượng về bộ phim đó. Khuyến cáo bộ phim không nên xem chỗ công cộng nhé. Đầu bộ phim, chúng ta thấy một cô giáo đứng trên bục giảng và mọi người vẫn gọi cô là cô giáo Thảo và cô là giảng viên một trường đại học. Trong lớp học có một chàng sinh viên may mắn được cô giáo để ý đến với vẻ ngoài bảnh bao, nam tính. Hình ảnh đầu tiên về cô giáo của anh ta là hai quả bưởi của cô thật là hấp dẫn, nó cứ quanh quẩn trong đầu anh ấy. Đến hết tiết học anh theo cô về phòng chờ và ba hoa bốc phét với cô giáo là mình một học sinh ngoan ngoãn và học giỏi để chiếm lấy cảm tình từ cô. Mọi chuyện cứ tưởng là hiện thực đến khi cậu bạn đến nhà và đánh thức anh dậy. Anh có vẻ thích thú với giấc mơ của mình và kể cho người bạn nghe. Anh nói rằng những giấc mơ của tôi dạo này hay trở thành thực tế. Mọi chuyện diễn ra y như giấc mơ của anh. Lên lớp hôm nay là một cô giáo tên Thảo, cô giáo rất xinh đẹp và quyến rũ. Nhưng bất ngờ lớn nhất là giấc mơ của anh không như hiện thực khi xuất hiện một người đàn ông trên tay cầm bó hoa đến tỏ tình cô giáo. Điều đó làm anh thất vọng, cứ nghĩ rằng sẽ có một câu chuyện cổ tích với mình. Câu chuyện có tên cô giáo Đảm Đang và anh sinh viên may mắn, người bạn thân của anh đứng bên cạnh có vẻ khoái chí nói rằng: "Mày đừng có tưởng bở mà đào mãi, hoa đó đã có chủ rồi." Chứng kiến toàn cảnh người đàn ông đó cầu hôn cô giáo, cả lớp rất phấn khích, riêng có mình anh là vẻ mặt buồn thiu như mất dầu gạo. Người bạn thân khuyên anh nên bỏ cái ý định tán tỉnh cô giáo đi, vì điều đó là không thể. Lúc sau cô giáo cũng đi ra chỗ hai học sinh của mình. Cô nói chuyện với lớp học hôm nay cho cậu ấy nghe và có vẻ cậu ta cũng xịt hết máu mũi vì hình ảnh ấn tượng của cô giáo mới này. Chàng trai đi dạo trên bờ biển có gặp một ông lão đang tìm điện thoại của mình đánh rơi ở đó. Anh cũng tham gia tìm kiếm cùng ông lão. Bất ngờ, anh thấy có một chiếc điện thoại bị vùi dưới cát, anh nhặt lên và đưa cho ông lão. Ông lão cũng cảm ơn anh bằng việc tặng cho anh chiếc đồng hồ vào túi. Anh từ chối nhưng ông lão khuyên cậu hãy giữ lấy nó sẽ giúp ích cho cậu. Tối về anh kể câu chuyện này cho bạn thân mình nghe. Và giấc mơ cũ lại xuất hiện khi anh ta ngủ. Anh ta có vẻ thích thú khoái cảm khi mơ về giấc mơ đó. Hôm sau, trong lúc cô giáo đang đi dạo với người yêu ở công viên, chàng sinh viên Thảo một vở kịch giúp người qua đường đánh nhau với bọn giật đồ để lấy lòng cô giáo Thảo. Hai người lao vào đánh nhau và cuối cùng thì chàng sinh viên cũng phải vào viện dưỡng thương. Bên cạnh anh lúc này là cô giáo Thảo, hấp dẫn đến từng đường nét cơ thể, cô giáo ở lại viện để chăm sóc cho anh. Và có vẻ việc anh chịu đòn là không vô nghĩa, anh ta hạnh phúc vì điều đó, vì đã lấy lòng được cô giáo. Không biết trong đầu anh lúc này đang nghĩ đến cái kết như thế nào. Còn các bạn đã nghĩ được cái kết chưa? Tôi thì nghĩ đến cái kết ướt át rồi đấy. Cô giáo xoa bóp chân cho anh và họ cười đùa rất vui vẻ, như là một đôi tình nhân. Đêm đến cô giáo cũng ở lại bệnh viện cùng anh luôn. Và dĩ nhiên anh chàng sinh viên này sẽ nhường cho cô cái giường của mình và ngồi bên cạnh để ngắm cô. Sáng dậy cô giáo hoảng loạn khi không thấy chàng trai đâu. Cô chạy khắp bệnh viện để tìm anh. Bất chợt cô nhìn thấy anh đang chơi đàn cho những bệnh nhân khác nghe. Cô chạy lại gần với vẻ mặt xúc động. Dưới sự cổ vũ của các y bác sĩ trong bệnh viện và bệnh nhân thì chàng trai cũng bày tỏ lời yêu thương với cô giáo của mình. Cô Thảo xúc động và ngượng ngùng bỏ chạy khỏi đám đông. Anh chạy theo kéo tay cô lại và gặng hỏi: "Sao em lại không trả lời anh? Sao em không nói gì? Tất cả tình cảm của anh dành cho em là sự thật chứ không phải sự bồng bột của một cậu sinh viên trẻ. Anh đã đủ chín chắn để nói ra điều này." Trước tấm chân tình của chàng trai thì cô giáo đã siêu lòng. Đúng là cái kết may mắn nhỉ các bạn. Họ bám lấy nhau như sam, ngay cả trên trường học và giờ giải lao giữa giờ học. Những buổi đi chơi vô cùng lãng mạn, rồi cái gì đến cũng sẽ đến với chàng sinh viên may mắn này. Anh đã chiếm được trái tim của cô giáo và cũng cho cô giáo ngắm thân hình cường tráng của mình trong phòng riêng. Các bạn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi đấy. Tôi không dám bình luận tiếp vì sợ các bạn nam lại tốn giấy ăn cho những cảnh tiếp theo. Các bạn chịu khó tìm phim gốc để thỏa mãn trí tò mò của mình về cái kết ướt át của bộ phim nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.